em xin chào quý vị anh chị khán giả nha. Thì hôm nay giờ này cũng đã khoảng 7 giờ tối rồi, em cũng mới vừa chung với số cho anh kia một đứa em số 29 nha quý vị, Đài Đắk Lắk Nam Tờ. Đó, em đưa lên cái kênh là bón với số kiếm gỗ online đó nha anh chị. Rồi thì hôm nay em sẽ tiếp tục, giờ này em sẽ tranh thủ em quay cho anh chị để ngày mai anh chị ở khu vực này mình tới mình mua ủng hộ em nha anh chị. Rồi đại quán chị ngày 16 tháng 3 năm 2023 nha anh chị. Đó, số tôm lam nè. Đó, tôm lam nè anh chị. Rồi, quán chị nha. 67 nè. Đó, 53 nè. 40 tôm nè. 20 nè. 11 nè. Đó, hôm nay số em nhiều nha anh chị, 400 tờ. Nhưng mà em chiều em bón cũng sắp sắp, người ta mua 5 tờ cũng nhiều nè nha anh chị. Đó, này còn bao nhiêu em quay cho anh chị bao nhiêu nha. Đó, tôm chín nè. 37 nè. 2 tôm nè. 19 nè. 14 nè. 23 nè. 65 nè. Rồi em quay lên này luôn nha anh chị. Tôm 3 nè. 92 nè. 92 nha anh chị, 92 nha. 92. 92 rồi tới 32. 32. 74. 46. 06. 70. 61. À, 06 ngày mai nó dễ rồi, 06 nha anh chị. 34. 25. 60. 56. 40. 05. Đoàn là để chi mà không có lại quay thôi. Quay đưa lên. Để mua thì ta ở khu vực này mình mua. Cái mua đưa Facebook rồi đó. 7 tôm. Tôm 7. 69. 96. Đó, 04. 31. 22. 33. 24. Chiều quất số này nè. Không ra nè. 06 nè. Không chịu ra. Rồi tiếp tục qua bên này là 57 quán trị luôn nha quý vị. Quán trị luôn. Rồi. 51. 41. 43. 62. 13. Công nhận tao mua nam tàu trúng bữa mới chơi giận đâu. Tờ chứ. 97. Bữa ông Vương nếu mà lấy cho nó cơ bộ bữa cộng nguyên sách đúng không? Còn mấy bán? Còn 42. 55. Còn bò bán. Tóm tóm. 94. Xuống đây này, tiếp theo như này. Rồi rồi, nằm trong này rồi, nằm trong này. 99 nè. Tóm 10 nè. Đây là 07 nè. 07. Rồi số đây là 16 nè. 5 tôm nè. 71 nè. 71 nè. Như vậy anh chị con giỏ mình mua nghe là đây số tài khoản ngân hàng anh nghe của em nha. Agribank. 451-220-527-3226 Viên Ngọc Tài. Zalo các bạn 0968634712. Đó. Đây cái đài là Quảng Bình nha quý vị. À, em á là Quảng Bình tới 20 tờ là. Đó, mấy cái này là 5 tờ thôi, muốn chạy 5 tờ. Do người ta chia ra, người ta két ra cho mình để mà nhiều số ta mà dễ khách ta lựa thôi quý vị. Ở quê em thì Quảng Ngãi này thì quán chị nó đại chính. Đó. Quán chị là chính để quán số đề nghe, tao mua nhiều hơn. Còn cái này là đài Quang Bình, người ta nói là đài phụ nhưng mà ở Quang Bình là đài chính đó. Cái số này là 24 nè.
đó, 054124 là 20 tờ đó. Cái này cũng là số 15 này cũng 20 tờ luôn, từ 0 đến 9 nha quý vị. Cái số này này hàng trăm ngàn là từ 0 đến 9, mỗi hai tờ là hai tờ giống nhau, hai số 0 hai số 1 giống nhau đó. 98 này 20 tờ đây mà trúng nếu mà cũng ngon chứ, 20 tờ là 2 triệu bọt chứ nhẹ, nếu trúng giải tóm đó. Bữa con nghiện mua luôn hắn sáng luôn quả. 89 06 giữ lệnh 53 06 53 quán trị ra. À qua bữa còn 53 phải không? 53 à. Nào 53 đâu đâu rồi? Ngồi ở đây. Đây là 53 quán trị dễ rồi phải không? Đâu này. Đó thì 53 phải không? Để lại một tờ 53. Rồi, các anh ai gần số anh nói là em sẽ để lại cái tờ 751153. Đó thì em sẽ để cái số này, em không bán cái số này, em bán em lấy một tờ thôi. Không lấy nhiều. À 53 để lại. À lấy một tờ 53. Làm sao để nó treo lên sao, lấy một tờ 53 nha quý vị. Em lấy một tờ này 751153. Đó, 751153. Đó. Em để một tờ nha quý vị. Đó. Cái mong là công ty sổ số kiên thiết nha. Nếu mà công ty sổ số kiên thiết mà cho em trúng sổ số mà 751153 cho em trúng nha, em mua chiếc xe con. À, em ngồi bốn chiếc số đi, em để chiếc xe con là em ghi chiếc xe con là trúng xe này. À, xe mua nhà trúng số nha, để cái xe con ngay đây là xe mua nhà trúng số. Rồi em sẽ để một cái tờ này. À, em để một tờ này thôi. À, em để một tờ này nha quý vị anh chị cô bác. Mong mà công ty số số sao mà chiều ngày mai ngày 16 tháng 3 đây giờ là tối này. Em bố cho ngày mai nè mà công ty số số kiên thiết mà show mà ông bà phù hộ nha. Cho em trúng 751153, em sẽ mua chiếc xe con, ngồi bốn chiếc số. Đó, em sẽ là để là chiếc xe là trên chiếc xe là ghi là mua xe nhà trúng số. Đó. Đó, show ra mà công ty số số nha. Giá trại giá phạt công ty số số nha, rồi y như vậy cho em nha. Đó là em để em quan cố là giá số cho nhà nước luôn. Đó, 751153. Rồi. Đó, em sẽ lấy một tờ thôi. Cái này em sang cái em giờ em cầm cái tay một tay quay nên một tay em không có lấy được. Xong cái này em gỡ ghim rồi em lấy một tờ một thôi. Đó. Mong là công ty sổ số là sổ chiều y chang số này cho em. Mai ngày 16 tháng 3 sổ y chang số này. Đúng là có một tờ một thôi. Đó, hằng tóm là hai cân tôi tóm một số 9. Hai số 9. Đó, hai số tóm mà một số 7. Rồi miễn số mà ra số 7 cho em thôi. 751153. Đó, em mua chiếc xe con quán cố luôn. Mua xe nhà trúng số. Đó. Rồi mong là công ty số số nghe được lời em nói cho em trúng. Rồi, video đến đây nè. Em xin tạm dừng. Đó. Cảm ơn quý vị anh chị khán giả rất nhiều đã theo dõi video của em. Đó, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài, chúc anh chị đêm ngủ ngon để ngày mai em tìm những con số ân ý.